Và còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Chị Hương Liên, ngày mai là ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần rồi. Biết là ngày mai thì thời tiết ở cả ba miền sẽ như thế nào? Vâng, anh Dương, trước hết ở Bắc Bộ thì dự báo là trong ngày 30 Tết, trời sẽ nhiều mây âm u và buổi sáng thì sẽ có sương mù. Kính thưa quý vị khán giả, nguyên nhân là bởi gió Đông Bắc thì đang suy yếu, chuyển dần thành gió Đông Nam, đưa ẩm từ biển vào đất liền Bắc Bộ, tạo mây mù. Vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng nhận nhiều hơi ẩm hơn cả, nên sương dày dễ hóa mù ra mưa. Thời gian có mưa mù tập trung khoảng 4 đến 8 giờ sáng mai. Đến trưa và chiều, mây mù có thể mỏng bớt, toàn Bắc Bộ thời tiết tạnh ráo. Nhiều nơi ở phía Đông Bắc Bộ như là Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn còn có khoảng hửng nắng. Nhiệt độ tiếp đà tăng lên do không khí lạnh suy yếu, cao nhất tại phần lớn các thành phố trong khoảng 18 đến 20 độ. Với Trung Bộ, gió Đông Bắc yếu đi lại khiến mưa ở đây giảm nhanh, dự báo chỉ còn mưa nhỏ ở vài nơi như là Huế. Còn lại các khu vực khác đều tạnh ráo. Thanh Hóa tới Huế đỡ rét hơn với mức nhiệt là 18 đến 20 độ. Đà Nẵng tới Nha Trang cũng bớt lạnh, 25-27 độ. Riêng Phan Thiết, nắng đẹp, 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ là nơi có thời tiết nắng đẹp vào ngày cuối năm Nhâm Dần. Nhờ lợi thế địa hình, nhiệt độ các thành phố của Tây Nguyên sẽ không quá 28 độ. Còn Nam Bộ chỉ nóng hơn một chút, một vài nơi trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất là 31 đến 33 độ. Còn tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Hà Nội dự báo đêm nay trời rét 15 độ. Sáng sớm mai có sương mù nhẹ, còn trưa và chiều mai mây mù giảm bớt, trời có khoảng hửng nắng, nhiệt độ tăng lên cao nhất 20 độ. Nha Trang đêm nay dự báo không mưa, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất 24 độ. Sang ngày mai trời vẫn tạnh ráo và dịu mát, nhiệt độ không quá 27 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay mưa vài nơi 24 độ. Sang ngày mai trời nắng mây đan xen, hơi nóng vào đầu giờ chiều với mức nhiệt 33 độ.